nghĩa là nấn át gì và sang nhà họ cả, kể cả chân đến mặt. Nghĩa là còn 5 phân, từ đây ra đây mình còn 5 phân. Ừ, đất nhà mình ở đây vẫn còn 5 phân. Ốp tới xa vào đấy là vừa đẹp. Đúng rồi, mình thích thì mình ốp vừa tới cũng được, còn nấn ra 1, 2 phân, 3 phân cũng được. Nghĩa là sau này mình vẫn còn cơ hội còn nhiều cái. Nghĩa là cái này là từ đây ra mình còn 5 phân, hôm qua anh đo anh kiểm rồi. Đấy nha, còn riêng hai con cuối thì chú ghép cho cháu chân để giúp em Dũng cái này tổ đội đây làm sao. Đổ cốt pha đầm xong kiểu gì đi chăng nữa nó không được xòe ra bên kia, không được nấn sang bên kia, không được sờ mó gì cả. Cái dây trắng cháu đang căng kia, cháu để kia là đang trừ 7 phân với 8 phân rồi. Đằng cuối kia cũng vậy. Nhưng mà đằng cuối kia nó đang hơi non một tí, nó khoảng được tầm 5 6 phân thôi. Thì các chú ghép làm sao cố gắng tối đa chống căng chân với này, căng mặt cho cháu hai về đấy nhá. Đấy còn vế bên này phải ra cường cho nó đừng để yếu quá. Có gạch gù ở đây rồi là hộp tiếp đấy, chân kích bắt kích đấy. Cố gắng giúp anh em tổ đội thế này với này bọn cháu nhá. Nhá các chú nhá. Bây giờ mới lựa nó. Thì thép bây giờ vào ổn rồi, cháu ra công phần thép cháu ổn rồi. Hộp pit đây cháu nọc cho đây rồi. Thì cháu phải về cháu phụ trách công trình của cháu chứ. Hả? À? Không biết đi mua con kề đầu rồi chắc được. Đi tận mẹ về Hà Đông à? Hà Đông đâu, nên là Hà Nội luôn. Ừ. Đây vẫn là Hà Nội mà nó. Hà Đông Đinh à? Tim đây nha, tim hộp pit đây. Đây là tim, tim dây nhá. Nhìn thấy không? Đây, tim dây ngang đây. Bên này có này, con này dọc bên kia kìa. Đây, con này lên kia. Đây, tim dây đấy. Như nào đây, chỗ này từ mà. Đây kéo sang kia nó là thành một cái tim dây dọc. Từ đây nó kéo sang đây mà một tim dây dọc như này, nhìn đây này. Tim chục mấy đây ạ? Tim chục 2 phẩy đấy ạ? Ừ. B phẩy với 2 phẩy đấy, đây này. Thế anh vạch cái hình tam giác, anh gạch ra dài này. Ừ, cái kia cũng có kìa, cái này cũng vậy, đây này. Trên kia cũng có kìa. Đấy là cấy con hố pit này sẽ theo con tim đây, anh vạch gửi hẳn một con xuống gạch hông dưới kìa, nhìn đấy. Đây có 4 con rồi. Kia đây góc ở kia cũng có vạch, anh vạch cái kìa, nó vạch cả lên mặt đây, nhưng mà ở mặt nó vướng miếng đất thì khó nhìn thì. Anh vạch cả xuống hông kìa để dễ nhìn kìa, để giám sát kìa. Đấy con dầm kia sẽ cũng đi theo con đẩy con. Đây là tim của thằng hố pit đấy, còn con kia thì làm sao anh bảo rồi, mắc tầm con dầm kia không được sò vượt qua vào trong đáy trong hố pit này 1,5 m nhá. Tất cả đi theo con này. Con này là dây chuẩn này. Con này dập dây theo một 1m1705 này. Bê xong ghép cốt pha lọt nòng làm sao kiểm tra luôn ghép cốt pha là bên trong lọt nòng này. Phải được 1m50, min 1m50. Con này là tim của cái dầm 200 đúng không? Con này tim này là của thằng tim của thằng dầm này kèm theo cả hố pit luôn. Bởi vì hố pit nó đi theo cả con này là đi chung tim với con dầm này luôn. Cái vách này này. Hiểu chưa? Đấy, còn con này nó chạy lên con kia chạy lên kia kìa. Thì chiều em bé nọt nòng một chiều này 1m5, chiều kia là 2m04 nha. Đấy, nhớ cái đấy như thế. Còn con làm lên thép khung thì ấy. Cháu phải về công trình của cháu chứ. Từ từ chú ơi. Từ từ. Ừ, sao con cho ra con cho vào? Vừa tới mà, đẹp mà. Chú cho mấy con này quặp vào trong thì nó mới thành ấy, mới thành ngắn ấy. Không, kia cái đài kìa. Cho vào thì lại thụt. Thụt gì, vừa vào trong đủ. Cho dầm nuôi vào à? Không phải nuôi vào mà tim đấy. Tim đây, dầm tận đang nòe xong bên này mà dầm phải kéo vào mà. Ừ, chú phải kéo xế con, tí nữa chú phải kéo xế con đấy sang bên chú ấy. Kéo con trên xế sang bên chú. Ở khu vực Đại Nghĩa, chiều nay lại mưa. Đang tiến hành buộc thép đài và thép trợ cột. Mưa vẫn làm đây. Trời mưa. Nắng mưa. Đài đã buộc xong.